Mobile, xin chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là Phương Thảo, quản lý của công ty cổ phần Glass International. Tôi, Hải Đăng, là quản lý về mảng điện thoại mobile. Glass Mobile là tổng đại lý chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng sản phẩm về mobile, bao gồm Wi-Fi cầm tay, Wi-Fi cố định, SIM nghe gọi, SIM data chạy từ 20GB đến 300GB, và các dòng điện thoại iPad, Samsung, tai nghe. Ngoài ra, chúng tôi tự hào là người quản lý trực tiếp shop Chiba Mobile, luôn hỗ trợ các bạn đăng ký mới, chuyển mạng, nâng cấp của các nhà mạng. Bạn đừng rời mắt khỏi video này nhé. Sau đây chúng tôi sẽ đưa đến những chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất. Đầu tiên là về Wi-Fi cầm tay. Nếu bạn đăng ký ngay ngày hôm nay, cứ 100GB, 300GB cước phí hàng tháng không những rẻ mà bạn còn được sở hữu 1 tháng cước miễn phí. Wi-Fi cố định, chúng tôi cung cấp Wi-Fi cố định của 3 nhà mạng Docomo, SoftBank và BigLoBang. Nếu bạn đăng ký ngay trong vòng ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được khuyến mại lên đến 24. Và một điều đặc biệt nữa, khi các bạn đang dùng điện thoại của các nhà mạng nói trên thì tiền cước điện thoại sẽ được giảm 1 sen mỗi tháng. Nếu bạn là người nợ mạng hoặc là có visa chỉ có 1 ngày mà cần số điện thoại thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để sở hữu ngay một chiếc SIM này nhé. Và nếu bạn cần một cái SIM data lắp vào điện thoại thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi có dòng SIM Glass International, mang niềm tin đồng hành cùng bạn.